Chào toàn thể mọi người, trên tay của anh là một chiếc đồng hồ Polizot Tổng thống President. Đây là chiếc đồng hồ với thiết kế cái bộ vỏ thép không rỉ mà vàng cao cấp, mà vàng hồng. Và chiếc đồng hồ này sở hữu size là 38,5. Chiếc đồng hồ này được thiết kế với cái cọc số 5 mã kết hợp với bộ kim dạng đầu người bút và ở vị trí 12 giờ. Đó là hình đại bàng quốc huy của nước Nga, được gắn đá đỏ kết hợp với là đá màu đỏ cũng được gắn ở cái núm của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì nó được cái gắn đá ở trên cái bề mặt và nó thiết kế nhuần nhuyễn giữa cái sự mạnh mẽ cũng như là cái sự tinh tế. Này, cái thân của chiếc đồng hồ này thì nó cũng được thiết kế không phải là theo kiểu phẳng lì mà nó theo thiết kế theo kiểu ô sọc. Này, nó cực kỳ là tinh tế. Mặt sau của em nó thì là hình dập nổi của đại bàng hai đầu quốc huy của nước Nga và cái mã số của chiếc đồng hồ ở phía trên. Chiếc đồng hồ sở hữu cái bộ máy automatic, đồng thời thì em nó cũng sở hữu cái ô lịch ở vị trí 3 giờ giúp chúng ta có thể tiện lợi xem ngày tháng. Đây là một chiếc đồng hồ nguyên sổ hộp mới nguyên 100% và vụ anh phân phối từ nhà máy Polizot, bảo hành 1 năm chính hãng, giá thì luôn rẻ nhất thị trường.